Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành mất thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú á, có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là do anh này chia sẻ lại. Toàn bộ những nhân vật trong câu chuyện của ngày hôm nay, Nam đều đã thay đổi tên hết nha mọi người. Thì tất cả mọi người đều biết là khoảng độ là 2-3 năm trở lại đây á, thì cái việc mà nam nữ nữ yêu nhau á, nó khá là phổ biến. Và người ta cũng đã khẳng định được rằng đây không phải là một cái căn bệnh nào cả. Mặc dù ở ngoài xã hội á, người ta nói là người ta không có kỳ thị, nhưng mà đâu đó trong thâm tâm của mỗi con người đó nha, cứ mỗi lần mà có một cái vấn đề gì đó thì họ đều lôi giới tính của người đó ra để mà chà đạp nếu như là người đó thuộc cộng đồng đồng tính. Thì cái câu chuyện này được diễn ra cách đây khoảng độ là 10 năm về trước. 2-3 năm trở lại đây á, người ta bớt rồi. Nhưng mà 10 năm về trước, nếu như mà vô tình bắt gặp một người nam nữ nữ mà có những cái cử chỉ, những cái hành động vượt quá bình thường, là người ta chửi rủa rất là nhiều luôn. Người ta nói á, đó là một cái căn bệnh. Cái căn bệnh đó nó lây lan mà nó còn kinh khủng hơn cả HIV mà chúng ta hay gọi là SIDA đó. Thì anh này mới kể hai nhân vật chính trong câu chuyện này á, lần lượt là anh Long và anh Minh. Anh Minh với anh Long này năm đó cả hai người cũng đã đều hơn 20 tuổi hết rồi. Nhà của anh Minh á, thì ở dưới Bình Thuận. Ảnh sống cùng với mẹ của ảnh và ảnh không có ba nha. Năm đó mẹ của ảnh bị bệnh ung thư. Ung thư gì thì trong câu chuyện này không có đề cập tới. Thì chạy chữa rất là nhiều nơi, rồi cũng thuốc thang tới lui, nhưng mà tình trạng mẹ của ảnh thì không có tiến triển tốt hơn được nữa. Thì mới đưa mẹ lên trên Sài Gòn để mà khám bệnh, để mà chữa trị. Thì trong cái lúc mà chữa trị ở trên Sài Gòn đó, thì có nằm ở trong cái phòng bệnh, thì vô tình cái giường của mẹ anh Minh nằm kế bên cái giường của người dì của anh Long. Anh Long này sống ở trên Sài Gòn cùng với dì của ảnh. Thì kiểu như là hai người bệnh nằm kế bên như vậy đó, thì cũng hỏi thăm qua hỏi thăm lại. Rồi đôi khi là cần cái sự giúp đỡ gì thì người này giúp người kia, người kia giúp người này. Thì anh Long với anh Minh cũng nhờ như thế mà hai người quen biết nhau. Thì trong những lúc mà người dì với người mẹ đó nằm ngủ, thì anh Long với anh Minh mới đi ra ngoài ghế đá ngồi để mà nói chuyện, để mà tâm sự với nhau. Thì hai người kiểu như là đều thuộc cộng đồng của người đồng tính hết, nên chỉ vài đôi ba câu nói chuyện thôi thì giống như là bắt sóng được với nhau vậy đó. Thì hai người cũng vui vẻ để mà trò chuyện, rồi cũng chăm sóc, người thì chăm sóc cho người dì, người thì chăm sóc cho người mẹ, rồi cứ nói chuyện, rồi ăn chung, rồi đi vòng vòng bệnh viện. Dần dần là hai người có cảm tình với nhau, cho tới khi là người dì của anh Long này khỏe bệnh rồi, nhưng mà mẹ của anh Minh thì không có hết bệnh được mọi người. Bác sĩ nói rằng là tình trạng của mẹ thì thôi bây giờ là chấp nhận đi, để mà mẹ sống khoảng độ là 4-5 tháng gì nữa, rồi chắc là mẹ sẽ chịu không nổi thì mẹ ra đi. Thì nghe như vậy rất là buồn và đau lòng luôn. Cái khoảng thời điểm mà yếu mềm như vậy là anh Long này luôn luôn ở bên cạnh để mà động viên cho anh Minh. Sau đó thì anh Long nè với lại là dì xuất viện xong, anh Minh với là mẹ của ảnh cũng đi về lại Bình Thuận. Thì anh Minh với anh Long là có giữ liên lạc điện thoại với nhau, là hai người cũng nhắn tin gọi điện thoại để mà hỏi thăm tình trạng. Anh Long ảnh rất là tốt với mẹ của anh Minh. Thậm chí là trong vòng một tháng nha, là đâu đó khoảng độ là 2-3 lần là anh Long ảnh chạy từ Sài Gòn về dưới nhà của anh Minh ở Bình Thuận để mà thăm mẹ của anh Minh. Mẹ của anh Minh thì cũng rất là quý anh Long này luôn, coi anh Long này giống như là con cháu trong nhà vậy đó. Mặc dù mẹ của anh Minh là bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà cái sức khỏe của mẹ không có cái tới mức là nằm liệt giường một chỗ. Mẹ vẫn có thể đi chợ để mà nấu ăn. Mỗi lần mà anh Long xuống nhà chơi là mẹ luôn luôn nằng nặc đòi đi chợ để mà nấu những cái bữa ăn thật là ngon để mà đãi anh Long. Thì ba người cứ ngồi quay quần lại với nhau, ăn rồi nói rồi cười rồi giỡn, giống như là một gia đình thật thụ vậy đó.
có đôi ba lần nha, là mẹ vô tình mẹ bắt gặp là thấy anh Minh á là tựa đầu vào vai của anh Long xong rồi khóc. Thì lúc đó mẹ không nghĩ gì cả, mẹ cứ cho rằng là anh Minh ảnh quá là đau buồn về cái việc là mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, sợ là sẽ không được sống với mẹ nữa, nên coi anh Long giống như là anh chị em ruột thịt trong gia đình, nên kiểu như là chút bầu tâm sự nên là mới tựa vào vai khóc như vậy thôi. Nên là mẹ cứ cho qua cho qua, và mẹ vẫn rất là vui vẻ khi mà anh Minh với lại là anh Long á ở cạnh bên để mà chăm sóc cho mẹ. Rồi anh Long là cứ một tuần xuống một lần như vậy đó. Thì có cái ngày hôm đó là anh Minh không có ở nhà, thì mẹ nằm ở nhà một mình, thì có một cái người bạn tới để mà thăm mẹ. Thì Nam tạm gọi cái người bạn tới thăm mẹ là bà Tám nha. Bà Tám bà mới tới thăm, thì bà ngồi bà nói chuyện với mẹ rồi tâm sự một hồi. Thì mẹ có kể là cái câu chuyện rằng là mẹ có nhìn thấy là anh Minh là tựa đầu vào vai của anh Long rồi khóc, rồi anh Long là kiểu an ủi. Rồi mẹ nói rằng là tự nhiên tôi thấy con của tôi cái tình cảnh như vậy á, sao tôi buồn quá, tôi sợ tôi chết rồi là không ai lo cho nó. Thì tự nhiên bà Tám bà nghe như vậy xong bà mới nói rằng là ủa sao hai thằng đàn ông, hai thằng đực rủa mà lại tựa vai vào nhau rồi ôm nhau rồi khóc là sao. Xong cái bà Tám này á, giống như là bà bắt được vàng vậy đó, bà ngồi sức dậy xong bà vỗ tay cái đét về nè, thôi chết rồi, tôi biết rồi, có khi nào là cái thằng Long đó nó bị bệnh BD không? Cái bệnh này ở trên Sài Gòn á, nó lây dữ lắm bà ơi. Thằng con của bà từ trước giờ đâu phải là người như vậy đâu. Mà bà coi hết cái vùng này đi, có hai anh em nào mà ôm nhau khóc kiểu vậy không? Chỉ có nước là thằng đó nó bị bệnh thiệt, rồi nó lây ra con của bà rồi đó. Trời ơi bà Mai ơi, bà coi chừng nha, Mai là tên của mẹ. Mẹ nghe xong mẹ nói rằng thôi bà Tám ơi, bà ngồi xuống bà bớt nói bậy giùm tôi cái đi. Thằng Long á, nhìn nó đàn ông bình thường muốn chết mà sao lại bị bệnh BD được, bà đừng có nói bậy như vậy. Thì bà Tám bà mới nói rằng là ờ thì tôi nói vậy đó, đúng 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 thôi, nhưng mà nói trước như vậy để mà bà canh chừng thằng Minh đi, chứ nếu như mà có thiệt nha là thôi rồi nha bà, là coi như bà mất luôn đứa con trai đó. Cái từ lúc mà bà Tám nói như vậy với mẹ nha, trong lòng của mẹ dậy sóng lên. Mẹ cứ bâng khuâng, mẹ cứ khó chịu. Có nhiều lần là mẹ muốn lên tiếng để mà mẹ hỏi anh Minh trực diện luôn, nhưng mà mỗi lần như vậy cái mẹ lại thôi, mẹ lại không nói nữa. Cho tới lúc mà anh Long một lần nữa lên trên Bình Thuận để mà thăm mẹ, thì mấy lần trước mẹ rất là hồ hởi vui mừng, nhưng mà tự nhiên lần này cái mẹ giống như là thờ ơ. Anh Long tới nha, chào mẹ rồi đưa một ít đồ tặng mẹ, biếu mẹ. Nhưng mà mẹ cũng cảm ơn, kiểu như không cần vậy đó mọi người. Thì vô tình sau cái ngày hôm đó bà Tám bà lại tới chơi nữa. Thì khi mà bà Tám bà tới chơi, mẹ mới dẫn bà Tám ra một góc nhà, hai người ngồi tâm sự với nhau đó. Thì bà Tám mới hỏi rằng là ê, cái thằng đó là thằng Long đúng không? Thằng Long đúng không? Cái mẹ cũng nói thằng Long đó. Cái bà Tám mới kêu rằng là ê, tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà nói với tụi nó là tôi với bà là đi ra ngoài chợ mua một ít đồ để mà mình đi lễ Phật, rồi bà với tôi là đi vòng ra đằng sau nhà, hai đứa mình đình coi là tụi nó ở nhà tụi nó có những cái cử chỉ gì đó khác lại không, hay là có những cái lời nói gì đó thân mật để mà mình xác nhận thử thật sự là coi cái thằng Long đó nó có bị bệnh BD rồi nó lây cho con bà hay không, mà thử làm theo cái cách tôi nói coi. Cái lúc đó là mẹ không có tính làm theo đâu, nhưng mà thật sự là mẹ rất là lo. Mẹ lo không biết là anh Minh này ảnh có bị anh Long lây bệnh thiệt hay không, nên là mẹ cũng đồng ý theo cái kế hoạch của bà Tám. Thì mẹ mới nói với anh Minh với anh Long rằng là thôi hai đứa ở nhà, mẹ với lại là cô Tám á, đi lên chùa để mà lễ Phật một tí. Thì anh Minh với lại là anh Long là cũng dạ. Thì mẹ với lại là bà Tám mới giả bộ là đi một đoạn xong là vòng nguyên một cái vòng tròn luôn, mới đi ra đằng sau nhà để mà đình, để mà coi á, là anh Minh với anh Long ở nhà là có những cái cử chỉ gì đó lạ thường, hoặc là có những cái hành động gì đó kỳ lạ hay không. Thì lúc này á, mới nhìn thấy là hai người ngồi mà kiểu như là ôm ấp nhau vậy mọi người.
thì rõ mồn một là từ miệng của anh Long á, nói ra những cái câu kiểu yêu thương, mới nói rằng là suốt một tuần anh không gặp được em á, anh nhớ em dữ lắm luôn á. Rồi dạo này mẹ của em rồi ổn chưa, rồi thế này thế kia. Rồi lúc đó là anh Minh ảnh cũng sụp sùi, anh nói là dạ thì tình trạng của mẹ cũng như vậy thôi, không biết là mẹ chịu đựng được tới bao lâu, em buồn dữ lắm. Thì anh Long mới ôm anh Minh, xong cái anh Long mới nói rằng là thôi em yên tâm đi, dù xảy ra chuyện gì thì anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, rồi anh sẽ luôn luôn yêu thương em. Xong cái hai người hung nhau mọi người. Thật ra là cái đoạn mà đợi tới cái lúc mà hai người nói chuyện rồi hôn nhau nó rất là lâu. Nhưng mà mình kể chuyện thì mình tóm tắt đơn giản mọi người hình dung là như vậy đi. Thì hai người hôn nhau một cái, thì bà Tám bà ở ngoài bà la quá trời, bà la trời ơi hai thằng đàn ông ôm nhau, hôn nhau, hai thằng đàn ông ôm nhau hôn nhau, trời đất ơi bớ làng nước ơi. Thì bà la quá trời là la, mẹ đứng ở kế bên, mà tao nói là mẹ là chân hẳn luôn, mặt mày của mẹ là tối sầm lại, mẹ là không nói được lời nào. Thì anh Minh với anh Long ở trong nhà nghe la như vậy là mới giật mình quay lại, thì thấy là hai người đó đứng đằng sau cửa rồi, cũng không biết trả lời trả dấu làm sao, tại vì kiểu như là bị tê hóa đá luôn rồi. Bà Tám thì bà la quá trời la, xong bà bỏ chạy luôn mọi người. Thì mẹ lúc này là nước mắt lưng tròng, mẹ rơi rơi rơi. Thì anh Minh mới lật đật chạy ra, mới nắm lấy tay mẹ, mới kêu rằng mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nghe con nói, mẹ nghe con giải thích nè. Cái xong cái mẹ không nói không rằng, mẹ đi vô trong nhà, mẹ đóng cửa buồng lại, mẹ nằm ở bên trong mẹ khóc. Mặc cho anh Minh với lại là anh Long ở ngoài gõ cửa kêu cỡ nào á, thì mẹ vẫn ở bên trong mẹ khóc thôi. Mẹ khóc cho thiệt đã, xong cái mẹ dừng thì mẹ mới đi ra, mẹ mới hỏi chuyện với anh Minh và anh Long đó. Thì lúc này là hai người đành phải thú thật luôn. Thì anh Long với anh Minh mới giải thích rằng là từ cái lúc mà tụi con gặp nhau ở bệnh viện đó, đôi ba lần là tâm sự xong rồi tụi con dần dần là có tình cảm với nhau. Cái mẹ nghe như vậy xong mẹ mới nói rằng là hai thằng đàn ông có tình cảm là tình cảm như thế nào? Tình cảm giống như là nam nữ yêu nhau đó đó hả? Tại sao mà lại có một cái thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy? Là do thằng Long đúng không? Từ trước tới giờ con đâu có như vậy đâu Minh. Là do thằng Long á, con gặp nó rồi nó lay cho con đúng không? Con yên tâm đi, mẹ mẹ sẽ tìm cách để mà chữa trị cho con, mẹ sẽ tìm cách để mà cho con hết bệnh, con yên tâm đi. Thì lúc này là anh Minh á mới ôm mẹ mới khóc, mới nói rằng là mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi, đây không có phải là bệnh gì hết trơn á. Từ cái lúc mà con sinh ra á, con có nhận thức thì con đã cảm nhận được rằng là con không có thích con gái, con chỉ thích con trai thôi. Nhưng mà con không có dám nói cho mẹ nghe. Đây không có phải là do anh Long ảnh lai bệnh gì cho con hết đâu mẹ ơi. Đây không có phải là bệnh gì hết mẹ ơi. Là do trong người của con tự như vậy đó. Thì lúc đó là mẹ khóc. Mẹ khóc xong rồi mẹ gào, mẹ nói rất là nhiều. Thì có một cái câu mà mẹ nói á, làm cho anh Minh với anh Long không bao giờ quên luôn. Mẹ mới nói rằng là ông trời ơi, sao mà ông nhẫn tâm quá vậy? Ông không cho tôi được một cái gì mà sao ông lấy đi hết toàn bộ. Ngày xưa đó, lúc mà có chồng, tưởng rằng là sẽ có những ngày tháng sống hạnh phúc bên chồng. Nhưng rồi chồng cũng chết, bị người đời nguyền rủa là sát phu. Sau đó là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh ra được thằng Minh này. Nuôi nó cực khổ, đợi cho tới cái ngày mà nó khôn lớn để mà nó lấy vợ, rồi mình có cháu để mà ẵm bế bồng, thì phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối, rồi không có còn sống được bao lâu nữa. Thì đến cái lúc mà gần đất xa trời, lại nghe chính từ miệng con trai mình nói rằng là nó thích đàn ông. Tại sao mà ông nhẫn tâm? Tại sao mà ông ác quá vậy hả? Từ trước tới giờ đó, tôi chưa được một ngày nào thật sự hạnh phúc cả. Ở kiếp trước tôi đã làm ác tới mức độ như thế nào mà tại sao kiếp này tôi lại gặp những cái quả báo đau đớn như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Là mẹ nói quá trời là nói là mẹ tự đánh vào bản thân của mình, mẹ tự trách bản thân của mình luôn. Xong rồi mẹ mới kéo, mẹ mới đuổi anh Long ra khỏi nhà luôn. Anh Long lúc đó là cũng khóc, ảnh mới quỳ trước nhà, ảnh dập đầu. Xong rồi ảnh mới nói rằng là cô ơi cô, tụi con á không có bị bệnh gì đâu, tụi con á là yêu nhau, thương nhau thiệt á, cô ơi cô đừng làm vậy, cô đừng có chia cách chúng con. Rồi quỳ lại quá trời,
thì mẹ đâu có chịu nghe đâu, mẹ đóng cửa lại rầm một cái. Xong mẹ ở trong nhà mẹ khóc, thì anh Minh thì cũng ôm mẹ. Xong anh Minh mới nói vọng ra rằng kêu anh Long là anh cứ đi về đi, rồi có gì là em sẽ liên lạc sau. Cái mẹ nghe cái câu đó mẹ mới gào nữa, mẹ mới kêu rằng liên lạc cái gì mà liên lạc, từ nay về sau là con không có được liên lạc với nó. Con muốn hả, mẹ tức chết ngay tại chỗ cho con vừa lòng đúng không? Mẹ không có còn sống được bao lâu mà con còn đối xử với mẹ như vậy nữa hay sao? Thì lúc này là anh Minh anh đâu biết nói gì đâu, anh chỉ có im lặng thôi. Kể từ ngày đó đó là mẹ yếu lắm, mẹ chỉ có nằm ở trên giường thôi, mẹ cũng không có tiếc ăn uống thuốc gì hết trơn đó mọi người. Anh Minh là cứ năn nỉ hoài luôn. Được cái mọi người biết sao không? Là anh Long ảnh đi đâu đó khoảng độ là 2-3 ngày xong ảnh quay lại, thì mẹ thấy anh Long vô nhà là mẹ chẳng màng quan tâm luôn. Là anh Long á, là ảnh cứ quỳ ở bên cái giường của mẹ rồi khóc, xong rồi là năn nỉ rồi xin lỗi mẹ thế này thế kia. Mẹ là kệ, muốn làm gì thì làm. Thì anh Minh với anh Long là những cái ngày đó là cứ chăm sóc mẹ thôi. Người thì giặt khăn, lau mình, lau mẩy, người thì nấu ăn cho mẹ. Mẹ cứ suy nghĩ hoài ở trong đầu thôi, là tại sao lại như thế, tại sao lại như thế. Mẹ cứ nghĩ hoài cái câu tại sao, rồi mẹ cũng chẳng màng quan tâm. Thì cái lúc này nha, làng mẹ tám, mẹ đi đồn khắp xóm cùng làng luôn. Mẹ mới nói rằng là trời ơi, tội nghiệp cái con Mai, nó đã bị ung thư rồi mà chưa chết thì nghe tin con của nó là bị BD tụi bay ơi, tội nghiệp ghê hết sức có thể. Xong mà nói hết xóm cùng làng, mọi người đều biết cái chuyện mà anh Minh với anh Long này là yêu nhau. Thì những người khác người ta cũng tới nhà để mà thăm hỏi mẹ là phụ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là muốn nhìn thử coi là anh Long với anh Minh như thế nào. Rồi họ cứ bàn tán xung quanh rằng là trời ơi cái con này tội nghiệp quá, đã bị ung thư sắp chết rồi mà còn gặp cái cảnh là thằng con bị BD nữa, trời ơi sao mà vô phước dữ vậy. Là cứ luôn miệng nói những cái lời đó. Anh Long với anh Minh rất là tức mọi người. Thiệt sự là muốn chửi, muốn đuổi mấy người đó, nhưng mà dù sao cũng là người lớn nên là mình không có tiện để mà chửi, để mà đuổi. Thì mẹ suốt ngày là mẹ nghe những cái người tới thăm mẹ trút lên trên đầu của mẹ những cái câu nói rằng là tội nghiệp mẹ, rồi anh Minh là bị BD thế này thế kia. Cứ như vậy càng ngày nha, sức khỏe mẹ càng yếu dần đi. Đồng ý lúc đó mẹ rất là buồn, và trong cái khả năng tư duy của mẹ đó thì mẹ chưa có nhận thức được rằng là tình yêu đồng giới là như thế nào. Nhưng mà mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng là mẹ sắp chết rồi, mà nếu như mà mẹ cứ giận anh Minh, mẹ cứ làm lẫy, không chịu nói chuyện, không chịu nhìn mặt, thì cái khoảng thời gian mà mẹ được ở bên cạnh anh Minh ngày càng bị ngắn đi. Thế nên là thôi mẹ chấp nhận luôn. Thì tối hôm đó mẹ mới nói chuyện với anh Minh với lại là anh Long. Mẹ mới nói rằng là mẹ ít học, thế nên là mẹ có nói những cái lời mà trái tai gai mắt, thì hai đứa đừng có trách mẹ. Chẳng qua là mẹ không biết rằng là tình yêu đồng giới là cái gì cả. Người đời người ta rất là xem thường và người ta chửi bới về những cái chuyện mà đàn ông yêu đàn ông. Nhưng mà mẹ thì mẹ sắp chết rồi, thế nên là mẹ cũng không có muốn là làm khó làm dễ hai đứa nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mẹ đó, mẹ muốn được hạnh phúc bên hai con. Thì khi mà nghe những lời như vậy á, là anh Minh với anh Long ngầm hiểu rằng là mẹ đã chấp nhận tình cảm của hai người. Nhào tối ôm mẹ khóc, quá trời là khóc. Buổi tối ngày hôm đó đó là cái buổi tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh Minh và anh Long. Được ăn cơm chung với mẹ, nói chuyện vui cười. Buổi tối á, cả ba người nằm trên một cái giường ngủ. Mẹ nằm ở giữa, anh Minh với anh Long á, nằm ở một bên. Cho tới sớm hôm sau, tới khi mà bình minh ló dạng á, lúc mà quay qua để mà kêu mẹ đó, thì thấy người của mẹ là trắng nhách luôn rồi và lạnh tanh luôn. Hai anh hốt hoảng lắm, mới lay mẹ quá trời mà mẹ không có cử động, không có trả lời, trả giống nào cả. Đưa tay lên trên mũi thì mới chợt nhận ra mẹ đã mất từ lúc nào rồi. Nhưng cái lúc mà mẹ mất á, là cái ánh môi của mẹ vẫn nhếch lên giống như là cười mãn nguyện vậy đó. Hai anh ta nói gào thét khóc, và cuối cùng là đám tang cũng được diễn ra. Thì trong cái đám tang này nè, có mấy cái con mẹ hàng xóm á, nó đập mồm đập miệng vô cùng cực luôn. Ở phía trước linh cữu của mẹ thì thắp nhang giả bộ buồn 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 buồn,
cho tới khi mà đi ra ngoài bàn là ngồi nói chuyện, nói rằng là trời ơi, cái con Mai này nè, cuộc đời nó bất hạnh quá. Có chồng thì chồng chết, có con thì con bị BD. Biết con bị BD xong á, là trước lúc đó là bị ung thư đúng không, là đã mệt mỏi đau đớn rồi. Biết con mình bị BD xong, cái chịu đựng không nổi xong chết. Trời ơi, cái con này công nhận tội nghiệp, số nó ghê luôn á. Cái thằng đó bị BD sao mà nhục nhã dữ vậy trời. Nhục nhã quá nên là nó chịu đựng không nổi, nên là nó mới chết. Đó là mấy bà mấy mẹ nói vậy đó. Thì người này người kia hùa vô. Thật sự nha, giả bộ nó nhỏ nhỏ chứ thiệt ra mấy miệng của mấy mẹ là tan quát lên, giống như là muốn bolo bula cho tất cả mọi người xung quanh nghe vậy đó. Anh Minh Nhân Long rất là tức. Nhưng mà trong cái lúc mà tổ chức đám tang cho mẹ của mình là không thể nào mà chạy ra rồi chửi mấy bả được, đúng không mọi người? Thì cứ như vậy là nhịn nhục nha. Thì lúc này ta nói là bởi vậy là cái miệng hạ cái thân. Sau khi mà đám tang kết thúc xong xuôi hết rồi, thì những cái người mà đã từng nói xấu anh Minh Vinh Long nha, bị mẹ hiện về, mẹ nhát hết toàn bộ luôn. Và cái phần câu chuyện tâm linh nó mới bắt đầu từ đây nè. Đầu tiên là con mẹ Tám. Ngày hôm đó đó là mẹ đi chợ, mua đồ thì ít, mà buôn chuyện thì nhiều. Đi nói với mấy cái bà mà sạp thịt rồi sạp rau, tùm lum tùm la chuyện ở trong nhà của anh Minh. Bà nói từ cái chuyện mà lúc bà nói với mẹ anh Minh đó là có khi nào là anh Minh bị lây bệnh BD không, rồi ra cái kế hoạch để mà rình, để mà coi thử như thế nào đó. Xong rồi bà nói vậy nè, cái câu này tức lắm mọi người. Bà nói rằng cũng may á, cũng may là ba của thằng Minh chết sớm, chứ nếu như mà ba của thằng Minh mà còn sống nha, mà thấy cái cảnh tượng là thằng con bị BD như vậy là chắc cũng học máu mà chết thôi. May phước là ông chết sớm, chứ không là bây giờ là nhà đó là có hai cái quan tài làm đám ma luôn rồi. Hát con mẹ này ác thiệt sự luôn. Xong bà còn nói nữa gì nè mọi người. Bà nói rằng là cái con Mai này nè, chắc là nó ăn ở ác lắm hay sao á, mà kiếp này á, nó vừa bị ung thư sắp chết tới nơi thì thằng con đổ bệnh BD. Trời ơi, đã vậy cái thằng đó nó còn không biết suy nghĩ, mẹ nó đã vì nó tức chết rồi. Trong đám tang còn để cái thằng Long đó ở trong đám tang phụ nữa kìa. Ai mà chịu cho thấu, cái thằng này sao mà nó ngu dữ vậy. Là nói quá trời nói. Xong cái mọi người nói rằng thôi Tám ơi, dù sao là con Mai nó cũng mất rồi, mày đừng có lôi chuyện nhà nó ra để mà nói nữa. Cái xong bà Tám mới nói, trời đất ơi, có gì đâu mà không nói. Thương con Mai thì tôi mới nói như vậy, chứ mà tôi không thương là tôi mặc xác luôn rồi. Mình mà không nói, không nói để riết cho đàn ông trong xứ này, mấy cái thằng thanh niên á, bị lây cái bệnh BD đó thì sao hả? Nếu như mà bây giờ không nói, không đuổi thằng Minh với thằng Long ra khỏi cái vùng này, lỡ nó đi khắp nơi rồi nó lây cái bệnh đó thì sao? Rồi coi chừng là con của mấy bà cũng bị lây bệnh đó, nghe chưa? Mẹ Tám á, bạn của mẹ mà nói như vậy đó mọi người, thì mọi người là cũng lắc đầu ngao ngán. Thì buổi tối ngày hôm đó, cái con mẹ Tám này nè, nằm ngủ với chồng của bà. Bà đang nằm ngủ giữa đêm như vậy, xong cái tự nhiên cái bà mới giật mình tỉnh giấc, là bà muốn đi vệ sinh đó. Bà mới lay hoay, bà tính bà ngầu dậy thì tự nhiên bà không thấy chồng của bà đâu hết. Bà quay qua nó, ủa ông này, ủa ban đêm ban hôm ông đâu mất tiêu rồi. Thì quay qua quay lại á, bà mới nhìn thấy là có nguyên một cái bóng đen đứng ở phía bên hông mà cái cửa đi lên trên đằng trước nhà đó. Thì bà nhìn bà mới tưởng rằng là chồng của bà. Bà mới chui ra khỏi cái mùng, bà mới nói rằng là trời đất ơi ông ơi, ban đêm ban hôm ông đứng đó làm gì vậy hả, ông tính làm gì? Thì lúc mà bà nói như vậy là cái bóng đen đó từ từ là nhìn rõ ra, kiểu như là bà quen với lại là bóng tối đó. Bà mới thấy không phải là chồng bà mà chính là mẹ của anh Minh đứng đó, càng lúc càng tiến gần và nhìn rõ ra cái nhân dạng. Thì bà lúc này là bà sợ hãi tột độ luôn, tại vì bà biết á là mẹ của anh Minh chết rồi, sao tự nhiên bây giờ lại đứng trước mặt vậy. Bà rung mà bà đứng cứng đơ giống như là bị điểm huyệt. Thì mẹ mới đi gần tới. Là bà đứng ở đây đúng không? Là mẹ là đi nguyên một cái vòng tròn xung quanh người bà. Rồi mẹ mới nói, Tám ơi, tao nè, tao Mai nè Tám, mày nhận ra tao không Tám? Sao mà mày ác mồm ác miệng quá vậy Tám? Tao chết rồi mà mày cũng lôi chuyện nhà tao ra mày nói cho bằng được là sao Tám?
là mẹ nói, mẹ vừa nói mà mẹ vừa đi vòng tròn, bà Tám bà đứng ở giữa, là mẹ cứ đi vòng tròn mẹ nói như vậy đó. Tao nè, tại sao mày cứ lôi chuyện gia đình tao nói ra, mẹ cứ đi vòng tròn mẹ nói vậy. Là bà Tám bà đứng cứ đôi là xong á, cái bà đái ra quần luôn. Tại vì lúc đó là bà đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng mà bà gặp mẹ, bà sợ quá, bà đứng yên một chỗ một hồi chịu đựng không nổi, vừa sợ vừa mắc, nên là nước tự động nó cứ chảy ra. Thì mẹ mới dừng lại trước mặt của bà, kiểu như đối diện á, mẹ mới chống nạnh lên, mẹ mới nói rằng: "Bây giờ tao ở trước mặt mày nè, mày khỏi cần nói xấu sau lưng tao nữa. Con của tao BD thì sao? BD ăn hết của nhà mày hả? BD thì sao? Mày nói tao nghe coi, mày nói lại những lời mà mày nói với gia đình tao cho tao nghe coi. Nói!" Rồi tao nói là bà sợ quá, xong rồi bà ngã quỵ xuống. Thì mẹ đó mới tiến tới cái đầu của bà, mẹ mới nắm cái tóc của bà nha, mẹ lôi từ trong nhà đi ra ngoài cửa. Mà mỗi lần lôi như vậy á, bà cảm thấy rất là đau và bà không có chống cự lại được mọi người. Cái lưng của bà là đập xuống dưới đất mà bà bị kéo lê ở ngoài đất vậy đó. Khi mà tới gần tới cái cánh cửa nhà là tự động cái cửa nhà nó tung banh cái cửa ra luôn. Bà bị lôi ra khỏi cửa, mẹ kéo bà nha. Mẹ kéo bà đi ra đâu mọi người biết không? Kéo bà đi ra cái mộ của mẹ. Mà từ nhà bà đi ra mộ của mẹ là đâu đó khoảng độ là gần một cây số. Mà lôi như vậy là trong đầu của mẹ là chỉ có thầm nguyện rằng là: "Mày ơi, mày tha cho tao, mày tha cho tao đi." Là mẹ cứ lôi đi, mẹ cứ lôi mà mẹ cứ nói rằng: "Mày nói đi, mày nói nữa đi, mày nói về tao, nói về con tao nữa đi, mày nói cho tao nghe." Là lúc mà bãi bị kéo như vậy là có những chỗ là đường đất, đường đá là nó đập vào trong cái sống lưng của bả mọi người, đập rất là nhiều luôn. Xong rồi á là tới cái mộ của mẹ nha, mẹ mới hãy bả qua một bên. Trời ơi, lúc này là bả, người bả là tê dại từ đầu xuống dưới chân, mà bả cử động được, bả cố gắng nha, bả chắp tay lại, bả lại, bả kêu rằng là: Mai ơi, tao xin lỗi mày, tao không dám nói nữa, tao xin lỗi mày, tao sai rồi, tha cho tao đi. Là cứ như vậy dập đầu, xong cái bả xỉu luôn mọi người, bả xỉu luôn. Cho tới sớm nha, là ông chồng của bả là giật mình tỉnh giấc là không thấy bả đâu. Nhưng mà nhìn thấy á, là có vết nước ở dưới cái nền nhà, xong mà có cái vết lê, vết kéo như vậy. Là chả cứ đi theo cái vết lê, vết kéo, tại vì nó hằn nguyên một cái đường rất là rõ. Thì nó hằn, ta nói là đi hoài cho tới khi mà đi ra ngoài cái nghĩa địa đó, nghĩa trang á, thì mới nhìn thấy là bả nằm vật vờ ở bên cái mộ của mẹ anh Minh. La quá trời là la, mới vội đưa bả lên trên bệnh viện giám sát cấp cứu. Lúc mà bả tỉnh dậy, ta nói là mặt bả thất thần luôn, người bả là te tua rách nát. Xong á là bả kể lại cho mọi người nghe, thì nhà của bả là mua rất là nhiều đồ, đi qua bên mộ của mẹ anh Minh á, thắp nhang: "Xin lỗi quá trời xin lỗi, rồi hứa rằng là từ nay á là sẽ không dám nói gì nữa đâu." Thì cái chuyện đó được lan ra, thì có người tin, có người không tin. Thì trong những người mà không tin á, là có một cái đám thanh niên này. Thì cái thằng mà đầu têu trong cái đám thanh niên này là thằng Nam. Thằng Nam này kiểu như là ăn chơi ngổ ngáo vậy đó mọi người. Thì nó nghe cái chuyện này xong, nó thấy rất là buồn cười và nhảm nhí. Với lại á, nó cũng biết cái chuyện mà anh Minh đồng tính rồi yêu anh Long vậy đó, nên là nó kiếm chuyện riết. Mỗi lần mà nó chạy xe ngang qua nhà của anh Minh á, là nó hét lớn lên: "Ô, dăm ba cái thằng BD, đồ nhục nhã cho xóm làng, bởi vậy mẹ mày mới chết, đồ cái thằng BD." Chạy ngang qua nhà người ta mà la như vậy mọi người. Cứ la như vậy, thì ta nói đi đêm cũng có ngày gặp ma. Thì cái buổi tối ngày hôm đó là nó nằm ngủ ở trong nhà của nó nha. Nó đang nằm ngủ như vậy, xong tự nhiên cái nó cảm nhận được là cái lồng ngực của nó rất là nặng. Xong cái bị tát vô mặt, bụp tát mấy cái luôn, nó mới dòng mình, nó mới ngỡ mắt ra hỏi: thằng nào con nào mắc dậy dám đánh tao hả, thằng nào con nào?" Thì nó mới nhìn thấy là có một người đang ngồi trên cái bụng của nó. Nhìn kỹ lại thì má ơi, chính là mẹ của anh Minh. Nó líu lưỡi luôn. Thì mẹ của anh Minh á mới lấy hai tay á ghìm hai cái tay nó lại, xong rồi đưa sát vô như vậy nè: "Sao Nam, hả? Sao mà mày dám nói con tao như vậy? Hả?
Nhà tao có chuyện gì cũng không tới lượt mày xen vào. Sao mà mày dám nói con tao như thế? Rồi tao vì con mà chết. Hồi nào, tao bị mắc bệnh tao chết, chứ không phải vì con tao đồng tính mà tao chết. Mà dù có như vậy cũng không tới lượt mày lên tiếng. Rồi mọi người biết sao không? Mẹ của anh Minh á mới banh cái miệng của anh Nam này ra, thò tay vô nha, móc họng, kéo cái lưỡi của anh Nam ra, kéo bứt ra luôn. Là anh Nam ảnh nhìn thấy là bà kéo cái lưỡi đứt ra luôn mọi người. Trời ơi, máu mồm á chảy ra. Xong rồi không biết gì cả. Cho tới khi mà anh Nam này ảnh bừng tỉnh dậy là thấy ảnh là nằm ở trong bệnh viện rồi mọi người. Thì lúc đó biết làm sao không? Ảnh bị liệt nửa người. Ảnh bị liệt nửa người luôn. Là bị liệt nửa người bên này nè. Bên này thì vẫn cử động được. Là liệt mà nửa người là từ ở đây nè, chạy già xuống dưới. Là nửa bên trái không cử động được, nhưng mà nửa bên phải cử động được. Thì tối hôm đó đó, là nhà của ảnh là nghe thấy tiếng ảnh la thất thanh ở phía bên trong phòng vậy đó. La mà kiểu giống như giật vậy. Chạy vô thì thấy ảnh là miệng sùi bọt mép mà mắt trợn lên hết rồi. Y chang là cái người bị động kinh vậy đó mọi người, là mồm miệng ảnh đó nha, ngoài buộc mép ra là còn có máu nữa, tiểu bị động kinh rồi mà cắn trúng lưỡi mọi người, máu chảy ra. Rồi mới vội kìm ảnh lại, xong rồi đưa ảnh vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Thì không biết làm sao động kinh mà ảnh bị liệt nửa người luôn mọi người, liệt nửa người luôn, chạm tới đâu luôn á, liệt nửa người. Trời ơi, lúc đó là mọi người vẫn không có biết cái chuyện mà ảnh gặp mẹ của anh Minh đâu. Sau này nha, là khi mà ảnh bớt đỡ đó, là phía bên này của ảnh là vẫn còn cử động được, thì ảnh mới ghi ra cái tờ giấy. Ảnh mới ghi là ảnh bị vậy đó. Rồi gia đình của ảnh là mới tới mộ của mẹ anh Minh để mà thắp nhang để xin. Trong rồi mong anh Minh rằng là kêu mẹ ảnh là đừng có hù nhát anh Nam nữa. Thì thật sự là anh Minh ảnh đâu có thấy gì đâu mọi người. Ảnh không thấy gì cả, nhưng mà mọi người xung quanh cứ nói như vậy thì ảnh cũng đáp nhang. Ảnh cũng năn nỉ mẹ ảnh rằng là thôi mẹ ơi, người ta có như thế nào thì cứ mặc xác mặc kệ người ta, đừng có làm gì người ta. Mẹ cứ làm như vậy là mẹ mang nghiệp nhiều hơn đó. Chắc có lẽ là nhờ cái câu nói đó của anh Minh mà sau đấy là không có còn ai bị hù nhát nữa. Nhưng mà những người dân ở đây á, người ta rất là kiêng dè anh Minh. Kiểu như là họ không có muốn tiếp xúc, họ không có muốn nói chuyện với anh Minh luôn. Anh Minh ở được một khoảng thời gian ngắn thì anh Minh cảm thấy thôi mệt mỏi quá, thì ảnh không ở đây nữa. Ảnh dọn lên trên Sài Gòn, ảnh ở luôn. Thì cứ tầm một tháng là ảnh sẽ về đây để mà ảnh thắp nhang cho mẹ của ảnh. Sau này thì ảnh mới về, ảnh hốt cốt, rồi ảnh hỏa thiêu mẹ, rồi ảnh bỏ vào trong cái hũ, ảnh đem đi luôn. Nhà cửa ở đây thì ảnh cũng bán hết đi toàn bộ. Thì cái người mà kể cái câu chuyện này nè mọi người, chính là con của người gì, là em họ của anh Long á, kể là cái câu chuyện này cho Nam nghe. Rồi nhờ Nam là chia sẻ lại cái câu chuyện này cho tất cả mọi người đó. Một cái câu chuyện cũng khá là hay. Nhưng mà dù sao á, là cái chuyện tình của anh Long và anh Minh á, sau này nó cũng tốt. Tại vì hai anh bây giờ là vẫn còn ở, vẫn còn sống với nhau. Chẳng qua là ngày trước chúng ta nghe những cái câu chuyện về tình yêu đồng giới thì thường là sẽ âm dương cách biệt. May mắn đây lại là một cái câu chuyện, mặc dù là trước lúc đó là mẹ của anh Minh đã mất rồi, thì đó cũng là một điều thương tiếc. Nhưng mà hai anh vẫn hạnh phúc ở thời điểm hiện tại luôn. Thì một cái câu chuyện có một cái kết thúc có hậu. Mọi người nghĩ sao về câu chuyện của ngày hôm nay? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.